Thức giấc với mùa vàng hôm nay sẽ đưa quý vị đến với Bình Phước. Dù đây không phải là một địa phương có thế mạnh về cây ăn trái, thế nhưng những năm gần đây thì diện tích trồng cây ăn trái của tỉnh cũng đang ngày được một mở rộng và nhiều thương hiệu trái cây nổi tiếng của Bình Phước cũng đã được hình thành. Và từ những vùng đất khắc nghiệt thì đã có những nông dân đặc biệt thành công. Và phóng viên Bảo An sẽ sẵn sàng để đưa chúng ta đón ngày mới tại một vườn trái cây của bà con người dân tộc Sở Tiêng. Chào buổi sáng anh Bảo An ạ. Chào buổi sáng quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại một trong những khu vực trang trại thuộc hợp tác xã Phước Thiện ở tỉnh Bình Phước. Hợp tác xã này thì có diện tích là hơn 500 hectare để trồng cây ăn trái. Và trang trại thì nằm tại xã Quang Minh của huyện Trơn Thành, một trong những xã mà có đồng bào Sở Tiêng sinh sống nhiều. Chào chị Lớt ạ. Chị Lớt ơi, khu vực này trước khi mà trở thành trang trại để trồng trọt thì địa hình của khu vực ra sao ạ? Thì ở đây là cả vùng nước không mà ngập tới đây. Đất đổ qua đây là mới được như cây thế này. Công việc mà chăm sóc ở trang trại hàng ngày thì chị có những công việc gì ạ? Bao gồm tưới, bỏ phân, thì sạch cỏ, thì xới gốc. Mình xới tới đâu rễ nó mọc tới đó thì cây mới tốt. Nếu mình không có xới đất thì cây không có tốt. Như vậy là bà con cũng bỏ rất là nhiều công sức để biến cái vùng đất rất là khô cằn như này trở thành những trang trại xanh mát. Em sẽ đi tham quan tiếp ạ. Cảm ơn chị. Và tại trang trại này thì các thành viên của hợp tác xã cũng đã biết ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ để hỗ trợ cho quá trình canh tác. Nghĩa ơi, việc gắn những cái mã này cho mỗi cây thì có ý nghĩa gì? Khi mình gắn cái mã này là mình sẽ biết là thông tin về lịch sản xuất, lịch bón phân, số thứ tự cây, rồi vị trí của vườn chúng ta là ở đâu. Có rất là nhiều những thông tin. Đây là ổi sữa Sở Tiêng. Cái ổi sữa Sở Tiêng này có quy trình chăm sóc cực kỳ đặc biệt là ăn trứng và uống sữa. Cây được bổ sung các chất dinh dưỡng là từ trứng gà, vỏ trứng gà và sữa đậu nành. Và tại hợp tác xã thì luôn luôn là có quá trình nghiên cứu những giống cây trồng mới. Đây là giống mít tố nữ có hương sầu riêng và một trong những sản phẩm hy vọng sẽ mang lại đột phá thị trường trong năm sau. Cùng trở lại với hợp tác xã trồng trái cây của một trong những nông dân giỏi của tỉnh Bình Phước. Ở khởi đầu không làm nông nghiệp, thế nhưng rồi nhiều cơ duyên đã đưa nông dân này gắn bó với nghề nông. Và có nhiều loại trái cây lạ mắt đã được trồng và phát triển tốt. Có thể kể đến như là mít đỏ, này, vú sữa vàng, chuối tím, xoài tím hay là ổi đỏ nữa. Vậy thì không biết là lúc này đây chúng ta sẽ ghé thăm vườn cây ăn trái nào anh Bảo An? Vâng, lúc này thì tôi đang có mặt tại vườn mít ruột đỏ là một trong những cây trồng được Hợp tác xã Phước Thiện ở tỉnh Bình Phước nghiên cứu từ những năm 2016. Chào buổi sáng chị Diện ạ. Với giống cây mít ruột đỏ này này thì mình chăm sóc có điểm gì khác so với những giống mít thông thường không chị? Nói chung là cây thì chị cũng vẫn chăm sóc bình thường như mọi cây, là chăm sóc là bón phân này, tỉa cành và tuyển những cái quả mà nó tròn, nó cuống, nó to. Chị Diện ơi, sao mình lại phải loại bỏ những cái trái mít như thế này hả chị? Cái trái này nó bị móp, đây là sau này chỗ này là nó phải không phát triển được, mà trong này nó sẽ không có muối. Cho nên là chúng tôi phải cắt bỏ đi thì sau này cái quả nó mới nó sức để nó nuôi quả khác. Quan trọng là chất lượng hơn số lượng để sau này là cái giá bán nó sẽ được cao. Vâng, và thưa quý vị, những trái mít non như này trước đây những người nông dân sẽ vứt bỏ. Tuy nhiên, cha đẻ của giống mít đỏ ở Việt Nam, anh Nguyễn Viết Vị lại có cách tận dụng rất là sáng tạo. Mít non được lột đi, bóc vỏ và chế biến những cái sản phẩm là sâu hơn nữa. Thì ở đây là cái chả giò được làm từ mít non. Đó. Và đây là chả mít hoàn toàn là từ thực vật. Và đây nữa là cái sản phẩm là chúng tôi tâm huyết, đó là pate. Làm được cả pate từ mít luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, em không ngờ là từ trái mít ruột đỏ lại có thể cho ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm như vậy. Hiện nay thì cái công trình nghiên cứu thì cái sản phẩm mà từ mít nó hoàn toàn giống một cái loại thịt thực vật và hoàn toàn có thể thay thế bữa ăn thông thường cho chúng ta và đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng năng lượng cho một ngày làm việc hoàn toàn tốt. Cũng phải cảm ơn những người nông dân như anh Vị là đã tiên phong và mang lại những giống cây trồng mới đặc sản cho địa phương. Và tại Hợp tác xã Phước Thiện của tỉnh Bình Phước thì còn có rất là nhiều những trái cây độc đáo lạ mắt khác và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần sau của Việt Nam Thức Giấc.
Tiếp tục đón ngày mới cùng với bà con của Hợp tác xã Phước Thiện ở tỉnh Bình Phước, nơi có vùng canh tác rộng lớn. Hợp tác xã này đã phát triển trồng nhiều loại cây ăn trái khác nhau và đặc biệt là trồng giải vụ để tránh được tình trạng là được mùa mất giá cũng như là mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vậy thì không biết là thời điểm này thì đã có những cái loại trái cây nào cho thu hoạch anh Bảo An? Vâng thưa quý vị, trái ổi ruột đỏ là một trong những cây trồng chủ lực được Hợp tác xã Phước Thiện phát triển. Và lúc này thì vườn ổi cũng đang cho thu hoạch trái rồi. Anh Chuyên ơi, với 10.000 gốc ổi như thế này thì mỗi năm sẽ cho thu hoạch khoảng sản lượng như thế nào ạ? Trung bình khoảng 180 tấn cho đến 200 tấn. Những trái này là mình đã được thu hoạch là những trái này. Xong rồi cái kế tiếp của nó là bao vào và trên cây của nó lại tiếp tục đang có một loạt bông giống như thế này. Là cho nên mà cây ổi này cho mình trái quanh năm. Vâng, rất là thú vị cho trái quanh năm luôn. Thảo nào là trên một cây ổi thôi vừa có hoa này, vừa trái thu hoạch lại vừa có quả xanh như này. Anh ơi, với một quả ổi như thế này thì để đạt chất lượng thì cần đáp ứng những cái tiêu chí nào ạ? Loại một là nó không có tì vết, tức là không có bị chấm sẹo là nó được loại một. Còn nếu như nó có chấm giống cái trái anh đang cầm đây thì là nó sẽ sang loại 2. Anh Vị ơi, em thấy cái khâu phân loại là khắt khe anh nhỉ? Những trái ổi mà khá là đẹp mắt như thế này rồi nhưng cũng chỉ đạt được loại 2. À đúng rồi. Trong quá trình chăm sóc thì chúng tôi luôn quan tâm đến cái chất lượng về mẫu mã của trái ổi. Cái thứ hai nữa là hình ảnh và cái chất lượng bên trong là cái chất lượng độ ngọt, độ giòn của trái. Có cái vị nước rất là tốt nên là nó tốt cho sức khỏe. Mời Bảo An dùng thử nhé. Mùi vị ổi rất là đặc trưng, thậm chí là còn ngọt hơn cả ổi xanh. Mà em thấy là với màu hồng, màu đỏ rất là bắt mắt thì người dùng sẽ rất là thích thú ạ. Thì làm thế nào để anh thu hút bà con và tập hợp nên thành một vùng trồng rất là rộng lớn với những cái loại trái cây độc đáo như thế này ạ? Chúng tôi hỗ trợ bà con về cây giống, về khoa học kỹ thuật, thậm chí cả là vốn. Và cuối cùng là chúng tôi thu mua bao tiêu, tạo lên cái phẩm chất, một cái sản phẩm là đặc sắc. Cảm ơn anh Vị với những chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay và xin chúc các thành viên của Hợp tác xã mình là có thật nhiều những mùa vàng thành công cho những trái ngọt. Vâng, xin cảm ơn. Và có thể thấy là với cách thay đổi trong tư duy canh tác và lựa chọn những giống cây trồng mới thì đã mang lại thành công cho Hợp tác xã Phước Thiện ở tỉnh Bình Phước hướng tới một nền nông nghiệp xanh và bền vững.